đi vô cái hẻm này nè, số 8A, hẻm số 80A nè. Hỏi về luôn. Tôi này rất là an ninh nha. Trong này là phố Nhật. Đó, mình đi khám phá phố Nhật trong này, đây có rất là nhiều nhà hàng. Nhà hàng hàng của Nhật. Hẻm số 8A Thái Văn Lung nha. Vô đây là thấy tiếng Nhật không nè, tiếng Nhật quá trời luôn. Ninami. Hả? À, bạn xe buýt rồi.
Đây, mình tới đây là giao lộ của Bắc Tơ và Nam Nghi, Hàm Nghi. Bên tay phải chúng ta có cái tòa nhà 60, bên tay trái có tòa nhà 68 tầng. Ngày đó có tiệm bánh Lưu Lan. Đường này là đường một chiều ha. Video đi dạo khu Đồn Đốc thì vô tình thấy cái hẻm nó có rất là nhiều rất là nhiều quán cà phê rồi cũng như các dịch vụ massage. Hôm nay mình tò mò mình đi vô thử, nhưng mà chắc có lẽ ban đêm tầm 10-11 giờ khuya thì ở đó mới tấp nập được. Còn không thì mấy ngày mấy giờ khác thì vắng lắm. Còn ăn chơi, khu ăn chơi thì về đêm mới tấp nập. Mình rẽ trái qua cái đường Tôn Đức Đạo nha. Ở đây là cái ngân hàng, tòa nhà ngân hàng BIDV. Bên đây là tiệm bánh Như Lan, quan danh khắp thế giới. Thế giới, toàn thế giới. Cơm trái à? Cơm trái chà bông. Chúng ta đi vô chợ cũ buổi chiều. Đầu với chợ cũ luôn. Đồng hay quá rồi. Đây có gì độc lạ. Trái dừa 13.000. Quý vị bà con ở đây bán cũng vắng. Không quên. Cơm tấm bà qué, ở ba qué. Mua 10 dĩa tặng 1 dĩa. Không chịu cơm gì đâu. Chúng ta vừa phải đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Sài Gòn này mỗi ngày đi chợ mát mẻ
đâu, xách xe lên xe đi một vòng ngắm cảnh rồi về, hoặc là nhà gần thì gần cái công viên thì tản bộ một vòng công viên. Ở đây đèn vàng mà, đèn vàng thì đi mà. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đến cái ủy ban dân thành phố nè, ngày xưa là tòa đô chánh nè. Sau lưng chúng ta là sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng. Này tập trung rất là nhiều bạn trẻ ra đây chơi, tụ họp, cà phê ngắm cảnh, chụp hình. Mình quẹo qua đường Mạc Thị Bưởi nha. Đường Mạc Thị Bưởi nè, đi ngang nhà của chú Nelly nè. 58 Đồng Khởi. Đồng hay quá. Rồi trái đường Hai Bà Trưng nha. Đây ngay góc Mạc Thị Bưởi và Hai Bà Trưng có mấy cà phê cộng rất là đông. Rồi trái, rồi trái cho đi qua đường nha. Đồng quá. Tí nữa thì có cái đường Thi Sách, mình sẽ quẹo phải xuống. Bên tay trái phía trước đó là khách sạn Bạc 2H. Bạc 2H ngay công trường Lam Sơn. Mình quẹo phải đường Nguyễn Siêu nha. Nguyễn Siêu. Con đường này nó rất là nhiều cây me. Nãy giờ mình đi lòng vòng từ ở chợ Bến Thành đi ra đây cũng tầm hơn 10 phút. Chúng ta phải rẽ trái nha, rẽ trái đi ra cái đường Gia Long. Ngày xưa khu này là đồn đất nè. Khu đồn đất, khách sạn, bệnh viện Nhi Đồng ngày xưa là bệnh viện đồn đất. Chúng ta đi vô cái hẻm này nè. Hẻm số 8A nè. Khỏi về luôn. Khu này rất là an ninh nha. Đây là phố Nhật. Mình đi khám phá phố Nhật trong này, đây có rất nhiều nhà hàng hàng của Nhật. Hẻm số 8A Thái Văn Lung nha. Vô đây là thấy tiếng Nhật không nè, tiếng Nhật quá trời. Ninami. Luôn.
cho nhỏ. Xe đồ chơi ấy nhỉ, con nhỏ gì? Ba bên. Đầu đây có cái chốt dân phòng. Đi một vòng ở đây nha. Mình vô đây ăn cũng được nè. Ăn xong cái mình thấy mệt mỏi cái bắt xa. Lòng vòng trong chỗ này rất là cao, rất là lớn, rất là rộng. Đồng biết đường luôn. Thầy Giao Lê hết tôm mượn nè. Thầy cái hẻm lên tôm là buổi tối đóng cửa. Trọng quê chưa? Mình đi không giáp luôn á. $350 một tháng. Ở đây thuê phòng cũng rẻ rồi. $350 một tháng. Bạn đầu lần đầu tiên vô cái hẻm này khoái. Đây nữa hả? À đây là hết rồi, đây đường cùng rồi. Cùng rồi. À cái bánh của bạn. Ừ đúng rồi. Còn nữa hả? Đây rộng thiệt chứ. Hôm nay tuy là trong hẻm nhưng mà đi đây mình qua hẻm này mới nè. Dream House Apartment. Bên đây có phòng cho thuê nè. Khu này là khu phố Nhật. Ở đây rất nhiều phòng cho thuê, nhà cho thuê. Brand 0975 8001. Vừa có khách sạn, vừa có ăn, vừa có chơi, mà chúng ta cảm thấy vui vẻ.
chào và hẹn gặp lại các chị và anh chị trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con đã luôn đồng hành và quan tâm theo dõi. Đây là giao lộ Hai Bà Trưng và Lê Hồng Phong, và sẽ kết thúc tại đây nha.